Hello and welcome back with me in English 5. Today we move to Unit 3. Where did you go on holiday? Lesson 3. Okay, so turn your book to Lesson 3, please. Okay, here is Lesson 3. In Lesson 3, we have 6 activities, so a lot of activities that we learned today, right? So, let's begin with activity number 1. Now, we start with activity 1, listen and repeat. Look at the words here and the sentences here. Right mark here is word stressed. Đây là cái dấu trọng âm từ, các em nhé. Right? Ok, bây giờ các em nghe và xem thử là cách đọc đúng trọng âm từ như thế nào. Nghe cẩn thận các em nhé. Listen carefully. Motorbike. Last summer, I went to the park by motorbike. Underground. Last Sunday, he went to the countryside by underground. Holiday. She went on holiday by coach. Family. Last weekend, I went to Da Nang with my family. Yes. Now, listen and repeat. Motorbike. Last summer, I went to the park by motorbike. Underground. Last Sunday, he went to the countryside by underground. Holiday. She went on holiday by coach. Family. Last weekend, I went to Da Nang with my family. Now, once again, you listen to the word and practice on pronunciation. Thầy giúp chúng ta cách chúng ta phát âm đúng trọng âm từ nhé, và cả trọng âm câu nữa, right? Okay, now one, motorbike. Motorbike, you say motorbike. Motorbike, right? Last summer, I went to the park by motorbike, right? Motorbike. Last summer, I went to the park by motorbike. Okay. Underground. Underground. Last Sunday, he went to the countryside by underground. Challenge, right? Again, underground. Underground, right? Last Sunday, he went to the countryside by underground. Okay. Holiday. Holiday. She went on holiday by coach. She went on holiday by coach. Family. 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 Right. Last weekend, I went to Da Nang
with my family. Last weekend, I went to Da Nang with my family. So once again, một lần nữa các em tập đọc chậm thôi, nhưng mà đọc cho đúng trọng âm từ và trọng âm câu các em nhé. Đọc chậm thôi. Right. Thank you. Now once again, listen and repeat. Nghe và nhặt theo cho đúng trọng âm các em nhé. Nhớ là đúng trọng âm nhé. That's it. Now, one. Motorbike. Last summer, I went to the park by motorbike. Underground. Last Sunday, we went to the countryside by underground. Holiday. She went on a holiday by coach. Family. Last weekend, I went to Da Nang with my family. Very good. Các em luyện thêm nhé. Luyện kỹ phần này về trọng âm từ và trọng âm câu, giúp chúng ta nói tiếng Anh đúng hơn nhé. Rất quan trọng các em nhé. Tập. Ok. Alright. Trong bài này có những từ này thầy lưu ý các em để chúng ta nắm vocabulary. Đấy. First one we have last summer, last Sunday, last weekend. What does it mean? Yes, chúng ta dùng chữ last trước một từ chỉ thời gian để nói thời gian đó đã qua rồi. Ví dụ, last summer, mùa hè năm ngoái. Đấy. Last Sunday, chủ nhật tuần trước. Last weekend, cuối tuần trước. Như vậy các em có thể thêm vào last year, last month, last Monday, last Tuesday, last Wednesday, etc. Last Christmas. Ok. Many. Chúng ta thêm cụm từ chỉ thời gian, right, vào sau chữ last để nói cái gì đó, thời gian nào đó đã qua. Last summer, I went to the park by motorbike. Mùa hè năm ngoái, mình đến công viên bằng xe máy. Tức là ta kể lại một chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Ok. Rồi, chúng ta chỉ hiểu đến ngang đó là được rồi. Right. That's it. Nhớ cho thầy cách đọc các em nhé. Here we move to activity 2. Listen and circulate or be. Then say the sentences aloud. So, you just look and listen, circle. 1. Last weekend, Linda went to the zoo by underground. 2. We went back to our hometown by train. 3. Peter went to the beach with his family. 4. He had a nice holiday in Nha Trang. Easy, right? It's easy, just easy. So, you listen again and check with me. 1. Last weekend, Linda went to the zoo by underground. By what? Very good. Underground. Okay. 2. 2. We went back to our hometown by train. By train. Right. 3. 3. Peter went to the beach with his family. Went to the beach with his family. Right. And number 4.
4. He had a nice holiday in Nha Trang. He has a nice holiday in Nha Trang. So holiday here. Okay? Right. Do you get the correct answer? Well done. Here we move to activity 3. Let's chant. Where did you go? Alright? So you look at the chant and you listen. Okay? Just look and listen. Okay? Yeah. Where did you go? 1, 2, 3, 4. Where did you go? I went to the beach. To the beach. Last summer. How did you get there? I went by train. By train. All the way there. What did you do? I swam in the sea. Swam in the sea. With my friends. Is it easy to chant? Chant có dễ không em? Right? Có cái gì đó nó hơi khó khó về nhịp điệu đúng không? A little bit difficult on the rhythm. Right? Okay, chúng ta thử xem nhé. Thầy và các em cùng xem có cách nào khác không? Right, nhưng được thì chúng ta xem bài chant này có gì mới không nào? Went to the beach. Went to the beach. Right, đi ra bãi biển. Went to the beach. By train, went by train here. It's easy, đi bằng tàu nhé. Yeah. All the way, suốt cả cái dọc đường đến đó. Yeah. What did you do? What did you do? Ta học rồi, bạn làm gì ở đó? Swam in the sea. I swam in the sea. Right, tắm biển nhé. Yeah. Right, with friends, cùng với bạn, right? Yeah, thầy nghĩ cái bài chant này nó có nhịp điệu hơi khó khó một tí. Ta thử nghĩ xem một cái nhịp điệu khác gì hơn tí được không nhé? Thử nào. Okay, let's try, thử xem em nhé. 1, 2, 3, 4. Where did you go? I went to the beach. To the beach. Last summer. 1, 2, 3, 4. How did you get there? I went by train. By train. All the way there. 1, 2, 3, 4. What did you do? I swam in the sea. Swam in the sea with my friends. Is it okay? I think it's go well. So now, one more time. 1, 2, 3, 4. Where did you go? I went to the beach. To the beach. Last summer. 1, 2, 3, 4. How did you get there? I went by train. By train. On the way there. 1, 2, 3, 4. What did you do? I swam in the sea. Swam in the sea with my friends. Okay, các em có thể thay đổi lại nhịp điệu cho dễ hơn. Right? Okay, it's up to you. It's just for fun. Các em tùy các em nhé. Right? Chỉ là vui vẻ thôi. That's it. Okay. Here we move to activity 4. Read and complete. Stop. Và hoàn thành. So what this? Is a letter from noun to Tony. Okay, đây là cái lá thư mà bạn Nam gửi cho bạn Tony. Không biết bạn Nam nói về cái gì? I don't know. Ở đây chúng ta thấy có 5 từ nhá. Yeah, 5 words here. And yes, 5 blanks. Là nó một trong. Các em đọc bài và chọn từ phù hợp tìm vào thôi. Right? Ok, các em tạm dừng video 3 phút và tự làm cho thầy. Pop.
Thumbs up. Okay, come back here. Right. Right. Bây giờ cũng sửa với thầy nhé. Để check xem thầy các bạn đúng bao nhiêu từ. Okay. Yes. Dear Tony, my mother and I went to Phu Quoc blah 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 last summer. Phu Quoc what? Okay. Phu Quoc Island. Oh, sorry. I'm sorry. That's it. Okay. Last summer. First, we went from our house to the airport. Taxi. By taxi. Right. Then we went to the island by blah blah blah. By what? Yeah, by plane. Okay, so we went to the island by plane. It's a wonderful place. In the morning, we played blah blah blah. Good. Badminton. We played badminton. In the afternoon, we blah 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 in the pool. Yes, we swam in the pool. Okay, we swam in the pool. We had a wonderful time there. See you soon. Now, do you have the correct answer? Well done. Right. Okay. And now we move to activity 5: read and write. Read and write. Here is a letter from Linda to Mai. Một lá thư của bà Linda gửi cho bà Mai. Right? You read the letter and then you answer the question. Em đọc bài rồi chúng ta từ biệt câu trả lời vào. Okay. So you do yourself first. Yourself go first. Em tự làm trước đi. 3 phút nhé. Rồi quay lại đây thầy cũng sửa cho em. Go. Thumbs up. Time to correct. Right? Okay, come back here. Thầy và chúng ta cùng sửa bài nhỏ nhé. Right? Thầy sẽ giúp các em đọc bài trước. Rồi sau đó ta sẽ tìm hiểu câu hỏi và sửa. Và các em so sánh xem thử bài của thầy và các em như thế nào nhé. Right. Dear Mai, we went back to my hometown to visit my grandparents last weekend. They live in the north of England. I went to King's Cross Railway Station by underground. Then I took a train to my hometown. I like going by train because I can enjoy the beautiful views on the way. I walked from the train station to my grandparents' house. I had a wonderful time in my hometown. Love, Linda. So look at the questions below. Question number one. Where's Linda's hometown? Where's Linda's hometown? Where? In the north of England. Right? I went back to my hometown to visit my grandparents last weekend. They live in the north of England. So, you say, is in the north of England. That's it. Number two. How did she get to King's Cross Railway Station? I went to King's Cross Railway Station by underground. So your answer is yes, by underground.
underground. You can say by underground, or you can say she got there by underground. Okay, so two ways for the answer. First, short answer, by underground. Second, full answer, she got there by underground. It's up to you. Okay, good. Number three, how did she get to her hometown? How did she get to her hometown? So then I took a train to my hometown. So she get to her hometown by train, right? By train. See? So once again, you have two ways for the answer. First, short answer, you can say by train. Second, full answer, you can say she got there by train. Okay, it's up to you. Number four. Why does she like going by train? Why? Tại sao? She like going by train. Sao bà này lại thích đi bằng tàu? Được chưa? I like going by train because I can enjoy the beautiful views on the way. Enjoy the beautiful views on the way. Right, thưởng ngoạn cảnh đẹp dọc đường đi. Đó, mình đi tàu thì mình ngồi gần cửa sổ đúng không? Mình nhìn ra ngoài, có cảnh đẹp nha. Thưởng ngoạn cảnh đẹp trên đường đi. So, the answer here is because you can say because she can enjoy the beautiful views. Sorry, beautiful views on the way. Say like that. So yeah, like this. Okay, so because she can enjoy the beautiful views on the way. Okay, tip number five. Did she have a good time in her hometown? Bà này có một cái kỷ niệm vui vẻ ở quê mình không? I had a wonderful time in my hometown. Wonderful. Really good. Very good. Okay. So, yes or no? Yeah, the answer here is yes, she does. Right? You can say yes. She did. Sorry. Yes, she did. That's it. Okay. You have the answers, all the answers here for the questions, right? Now we move to the last activity, number six, project. Interview two partners about their holidays. Hãy phỏng vấn hai người bạn trong lớp về kỳ nghỉ hè của các bạn ấy. Right? Nó nhìn vào bạn này. Look at the table here. Names, places, by activities. Okay. Right. So bây giờ ta phải đặt câu hỏi vẽ một cái bảng như thế này vào một tờ giấy hoặc trong vở của các em. Các em vẽ nó ra nhé. Rồi các em ghi tên, rồi địa điểm, rồi bằng phương tiện gì, rồi hoạt động gì nha, những hoạt động gì như thế này, gặp với bạn này, đúng không? Ta đi phỏng vấn hai người bạn của mình, ok? Rồi,
Vậy thì đầu tiên là next. Next. Thế là bạn trong lớp của mình thì mình không cần phải hỏi câu này đúng không? Mình biết tên là mình hỏi làm gì nữa? Chẳng lẽ lại hỏi what's your name? Cho nên cái thông tin này ta không cần hỏi cả nhé. Thông tin này tên của bạn mình biết rồi. Rồi ta chỉ ghi thẳng tên luôn, ta dự định phỏng vấn hai bạn nào, ta ghi vào đó. For example, not. What? Rồi ta định sẵn hai bạn trong lớp và ta hỏi nhé. Không cần hỏi tên bạn nữa bởi vì trong lớp mình biết tên rồi. Right. Thế bây giờ ta hỏi về places. Rồi why? Thì ta đặt câu hỏi như nào? Để ta hỏi. Để giúp các em nhé, một ví dụ ta có liên quan sáng phút đó là các bạn tự làm nhé. Bây giờ về điểm, địa điểm sáng. Yes. Where did you go on your holiday? Where did you go on your holiday? What? Where did you go last summer? Okay, that's it. Where did you go last summer? Where did you go on your holiday? It's okay. First question, right? Question number two. How did you get there? How did you get there? Question number two, okay? Question number three. What did you do? What did you do? Okay. So, here is my example, right? Here is, đây là một bạn học sinh nhé. Bạn A, còn đây là bạn B nhé. Hỏi trả lời nhé. Bạn A hỏi, bạn này hỏi nhé, bạn này trả lời. Right? Bạn hỏi xong, bạn trả lời xong, thì cái bạn hỏi này là phải điền thông tin vào nhé. Điền thông tin vào bảng của mình, đáng nhớ nhé. Hỏi, bạn này trả lời. Rồi mình điền thông tin vào bảng. Ok, right. Hello, hi. May I ask you some questions? Yes, of course, sure. Please. Yeah. Where did you go on your holiday? I went to Da Nang. How did you get there? I got there by train. What did you do there? I visited Bana Hills. That's it. Rồi, sau khi hỏi bạn xong rồi ấy, thì bây giờ mình phải điền thông tin vào bảng. Đấy. So place is Da Nang, right? By what? By train, right? Here. Yeah. Is it visited Bana Hills? That's it. Right? Thế vậy chúng ta hỏi bạn xong rồi chúng ta điền thông tin vào bạn. That's okay. It is it. So you say Nam went to Da Nang. Okay. He went there by train. He visited Bana Hills. That's it. Em luyện thêm ở nhà nhé. Right. So the lesson is finished here. Thank you for watching. Bye bye.